Ủa chưa. Bộ đứng tầm. Ôi giời. Đây đây. Đúng của nhà mình cứ để họ lấy. Ê, còn một bầm. Qua bọn nó chẳng lấy xăng để đi cắt rồi, say rượu thôi. Đây, nó lấy mẹ cả cái cục cọ kia, nó đá mẹ xuống gần nửa cái bộ này, nó đeo hết đi cho mình. Lào quá lào. Nhiều thế, cây này còn toàn đục bé nhiều này. Đây, còn có những cái con to này ông ơi. Đây, con bé. Đấy, con bé to đấy ông. Này, bé này là ăn sống. Của bọn bé này nhiều lắm. Nó vào nhanh. Ừ, cái thằng đàn con này nhảy là mỏng ấy. Đấy. Kìa, con thỏ ra kìa. Lúc đầu mới ăn, đéo dám ăn cái đầu nó, hóa ra cái đầu giòn. Đầu nó giòn á. Đây. Hút 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 hút. Đấy. Như con bé nhờ nhỉ. Như con bé không đấy à? Không có thì chỉ ôi sao quăng đi phải nè chắc chắn này bự ư à ui ngọn này cũng có ngọn này vào rồi ấy đã tạt rồi thì bảo nó là bảo lấy đi để tối uống rượu sáng này còn phải đi đi la bằng đây là hắn chắc hắn lười đào con rượu say rồi. Ừ, thế là đeo lấy hắn khoe mà thấy bảo khoe bảo có chỗ con uống rồi. Này ui con cọ ui rồi chưa nào con này bỏ con này à tụm mày nó còn cắn nữa mà đập cái búa đây đập cái này cũng quá nhỉ ngờ búa cũng đứng lên gọi quá. Thôi đợi lấy búa sắc đi. Buồn quá. Đấy, nó còn đang ngọc kìa. Thái đi rồi. Đường bé còn nhiều thật đấy. Cái này đến cái lớp bé to lên nó mới to này, mới nhiều này nhỉ. Đang tầm bé nhiều kìa. Ui dồi ui dồi ui dồi. Vào kêu vào con lập bú kìa. Quấy thôi rồi. Ui dồi ôi con này nhiều. Đang nhấp luôn. Ui dồi. Ui dồi. Ở dưới vẫn còn động động. Cái chỗ đường chú vừa moi này này. Trên này đây. Đấy đấy, đấy mập bú này, đây con mập bú đây đấy, được mẹ bát rồi, quên muốn bảo là lấy ra cái bơm nước đi vào nữa, nhiều lắm, nay lấy hết chỗ này phải mấy cân, ui nhiều. Đây mấy cháu có một đoạn rồi đấy. Đấy, thấy không? Cây đứng kia là cũng nhiều, chỉ là đẩy xuống bổ ra thôi. Cây đứng kia chắc ăn bỏng lắm rồi. Ăn tới ngọn. Anh kia nhá, ở đây, con này bò ra tận miệng này. Đã được mẹ đĩa rồi. Từ ba lên mắm rồi ra. Đấy, đĩa đấy. Đó, không phải mắm nữa đâu. Nguy nhiều, lúc lúc cơ. Đâu còn ngọn nào để chấm à? Đấy, ngọn này, đấy. Ngọn này. Búa trong đấy, búa trong ba lô thôi, bỏ luôn lên, có búa có dao. Đây, này, đang đùi lên, ấy, để cho nó đùi lên, ôi. Nguồn hù luôn. Một khúc này được nửa bát tô đấy anh Thái ạ. Thế là được bắt mắm rồi. Khúc này bắt đầu nắm. Đấy khúc đấy. Đây nhạc, ôi một tí nữa nè.
chém xuống đục cây. Thái, bổ luôn cây này này. Bổ sọc xuống phát là bẻ nó ra. Bổ luôn cây này đi. Cào xuống luôn. Không không phải chém cú xuống, chém cú xuống đấy khó. Ừ. Dưới này một con nữa này. Đây là cứ sát đấy. Sát thành cơ. Đằng này ông đang phải trả tí nữa cơ. Thằng này lỗ lên trên. Ấy giờ cắn nhạ. Chỗ đây còn hai con đấy. Ba con liền. Con dao đây nó dày bác. Dày chém nó nặng tay. Mỏi tay. Nhiều nhỉ. Đấy đổ đã được hai con này. Ừ. Ôi giời. Sướng nhé. Ây dò. Ăn thua đấy. Ăn thua. Thấy không? Làm một đĩa bỏ mày nữa đi. Cái này ngọn nó tươi nhỉ. Chị kéo luôn. Có không anh Thái? Chưa kéo được. Nó đeo chưa vào. Lưỡi này có không à? Có. No, một con. Ừ, đấy. Hai con. Nhà nước nước mà vẫn được à? Ừ chứ. Bé lấy đi. Để nuôi quá. để xô được mà. Xô lấy cái mùi này ra ăn. Còn cái bé mày chạy đâu nhỉ? Đó, cây này nó ăn hết lên kia rồi. Đây, đây, đây. Alo, mệt. Ui dù. Mập ú luôn. Ui dù, con này bỏ này. Chết. Ui dù, ui ôi. Sáng đảo nó có phải ăn của chú cọ. Qua rồi, ăn mà không lười, anh chẳng biết từ qua rồi. Chính là con này mắc rồi. Dẹp xe ra xe mình mắc rồi. Qua áo qua ông này đang đi múc múc ấy rồi. Qua là con xe rượu chắc đi đấy. Ừ. Cái mực cát bổ cũng phải bình con cái được. Ui. À lôi rồi thấy bên này. Con này to vui. Ui dồi ôi. Ui có phải đâu. Mẹ một đàn thôi. Đặt thẳng thẳng đây. Đặt thả gốc đây. Đây là gốc này trong vườn này. Cháu bên trên còn đấy. À rồi. Đi ngọn đấy. Đấy, nhiều rồi. Chín là con máy đấy. Không có bụng được đâu. Mình hôm nay không đi mà trường hay bọn nó không đi. Còn tan đi. Ố, lấy bỏ cái con. Chưa, ui, bố nó đét con kìa. Ừ, đây, chắp hát búa.
Như đâu đấy? Bỏ đấy. Nhẹ bổ phát nắp đen. Bẻ đúng ấy, bố ấy. Tôi bẻ đi, hỏng nhẹ đuôi. Bẻ đuôi thôi. Vì mùi xoát đầu con này. Xít vào đầu. Nhưng mà cây này có thôi. Ôi, bẻ à? Bẻ cũng lấy. Thôi, bẻ to à. Úi, nhẹ nó rơi rồi à. Bẻ quá đi, mình nhìn thấy. Nó bẻ về mình lọc ra. Có đâu rồi? Rồi, nó vẫn còn đang út đầy. Út đít thế này. Dấu tạo được nhỉ. Trước bọn nó làm cây này đã vào lấy mẹ mất vào mấy cân rồi đấy. Nào cây nào? Cây này, mấy cây này này. Mẹ. Đâu đấy. Mấy con này. Ui đây à. Ui nhiều trái nhậu nữa. Ui nhiều lên đây à. Bộ này nó động nó chạy vào ngay. Dưới này con bé thôi. Dưới này con mới to. Bé cũng đấy. Úi dồi. À rồi à. Ít chuyện này. Úi. Thì hai cây được bát đấy. Nên là nhiều luôn. Bộ mãi mãi thì mấy con nữa. Anh khá. Thấy anh cũng bị khó khăn quá mặt. Con này nhìn thấy rồi. Ui ôi. Ui dồi này. Chạy nào cứ đưa ra đi con này. Tắm nó mệt. Ui dồi. Đấy, cả lưng rồi. Rơi. Này chúng lấy. Nhưng thay cho nó chạy ăn toàn dưới mà. Có con nhìn thấy rồi nhé. Thầy, quay dưới này này. Hợp tác hai cây luôn đi. Để coi đang đi trong vượng này. Mấy con đẻ rồi. Con mẹ, con mẹ cho đây khỏi bò anh nhỉ. Mấy con mẹ. Vẫn còn mẹ. Đấy, đây, cái kẻ lá tu tí. Đi bắt con bọ mấy. Ở đây cứ ngọ đem lại tầm đấy. Ôi, cây gà nó ăn lên tận trên rồi, dưới đen hết rồi. Mệt đấy. Cái gì mà khó hết đấy. Nó đéo bằng gốc. Ồ, phát sâu lắm lốc rồi. Ôi, một con đấy đang chui ra kìa. Đầu đầu kìa. Đấy. Đường đi lắm ạ. À.
Ăn cho tông rồi. Đấy, nó cho vào thêm trên mà. Đấy. Xuống chưa? Cái đó kiểu ông mình ngay cái đầu kìa, còn đầu đen đen lên rồi đấy. Ui giời ơi, sướng. Ông mình chảy cả móng tay đi kìa. Nãy đẩy cái cây con nó trượt tay, mẹ nó thì cắp nó. Thôi, kệ mẹ nó, bị thương ăn uống cũng không đáng. Ông ăn được. Ô, chua động một cái là mẹ nó ngứa, nó còn sưng hết cả người lên đi. Thế mà đùng cái là ăn được, lúc ấy cả cái con ông bổ vẽ cũng không ăn được. Thế đi lính là tự nhiên ăn nó không bị gì nữa. Ăn vài bữa nó quen là nó đấy. Ui, trước mà động vào thì thôi. Ăn bánh trung kiến mà mặt sưng coi như là hàng tuần. Về thật. Ông đứng nghe con tính nó này. Đấy. Cứ để từ từ ông nhặt lên nhiều nhặt phát ra sướng không bình ạ. Nó bỏ đi ngay. Nó bỏ đi. Bé cũng lấy nó vào nó tìm cây mục bổ ra là cái con sâu ở trong cây ăn hết rồi còn đâu nữa bổ vào là nó lấy ra là nó ăn sống luôn nhai luôn còn mẹ bới ra gặt mãi được ngon thế mà không kiếm được tâm vừa tâm ở luôn con bé này như kiểu nhóc với anh ấy đấy chắc nó lên trên hết nó lên rồi nó lên trên này à, cứ tạt bét chỗ này không đây chỗ này mới thế này nó mới có này tạt bét được cái tạt bét tại em mất công bổ bao nhiêu này được hai con đấy đây đây được ngồi chứ nhiều con tay đây con to đây nó vào đây rồi đây chỗ này là chỗ mới đây bổ miếng trên này này bác Bình quay lại nhặt mấy con này ra này không thì này lại chui mất này ô đi đâu hết rồi đây đi rồi ba bốn con thôi mà đi đâu rồi ông bảy phát cái mảnh kia nó bị bắn rồi đi xuống đất đâu ấy con nãy vừa bò đoạn này đâu cục ngon thế mà ngon đấy nó ở đây này lại tìm lại làm cuốc nữa làm cuốc nữa không ra cái bên bò này nó ngon cứ giải lao lấy dần kiểu lúc lấy nó đi đâu hết rồi không dưới con chạy động nó chạy không đấy đấy đang đùn ra đấy chỗ này này đấy 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 thế mà nó ở chỗ đấy rồi đấy đấy đùn ra đây con đấy kiểu thì cũng ra rồi đấy thôi ra rồi cho mày đùn những cái nữa thôi nước nước đây mày đâm ra chui lên nào mà ngay đấy đây con nữa ông ơi đấy đấy nó rút chân mẹ xuống đây đấy đây 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 đấy, quay đầu ấy à quay đầu ác ấy thì bé cũng nhanh chạy luôn ấy, tôi tẩm mấy chắc là bộ miếng ấy là ăn thua. Ông lấy tận trên nữa này. Vào nó, không lấy. Vào đấy, mập đấy vào nó đấy. Vừa thấy có một đầu đấy. Mình chặt nó còn mẹ sư, bắn cột cột để nó đi mà. Đây. Chui ra thôi. Này, này. Đấy. Mới vậy chứ ngay đây đâu. Đấy, đang nó nào. Đó mình xăm lên trên là chỉ vắt úp con bé. Con này tự ngoài đít ra này. Đấy, rồi. Để này vui.
Lấy cái nồi nhỉ. Lóc còn gì đấy, rau. Đấy, được, tí nó bầm bầm. Cầm đầu kéo đây. Con dao cái bao mình bỏ đâu rồi? Con dao cái bỏ đâu rồi? Lần sau đi ăn thì phải đào thôi. Tiền. Úi giời, mất cả 3 triệu đấy. Thì nó lại lấy lại. Lấy được cái gì đâu? Xong đấy. Nó làm bãi tắm rồi vào là phải mua vé chứ. Ừ, làm thì giáo được rồi. Khác thì còn tiền chứ. Chứ khác đến là nó lấy tiền. Đấy, tụt 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 lên. À. Cũng mà lưng nó hết đấy. Đán. Ở Hà Nội lên nó thả đây chỉ uống bia thôi. Mình đã rất thích bia. Đoạn này chăn gà trọi béo lắm ấy. Dám bà chăn gà trọi. mấy con gà trọi đây. Tối chẳng gáy trái te gì nữa. Bá Bính. Và tối chẳng gáy trái te gì nữa. Cái này cái bù đấy đấy. Cái này được nhiều mà. Hôm nọ mấy thằng đi bổ cọ bà chủ đồi thấy trở là mấy thằng trộm lên ngó. Vừa là tao em đã nhìn thấy con to lắm rồi anh ạ. Bằng ngón tay cái rồi. Đây từ từ cầm túi sang đây anh ơi. Đấy. Đấy. Mày lấy 2 cân mà. Đấy, lại 2 cân. 3 con rồi. Nhặt luôn. Vì nó chui ra để chặt mệt. Con người chui góc dưới này. Chết thế nào ấy. Ôi giời bổ nắp bét. Kéo vào đâu? Ừ phải. Băm búa vào. Đấy. Con này ta. Bẹt. Con nó bét rồi. Xong rồi. 1 em, 2 em hết rồi. 3 em, 4 em chạy xuống này. Con này mà ăn không cắn đầu đi vào bụng là mẹ thủng ruột đấy nhá. Thủng ruột đấy. Có người bị thấy. Có người bị thấy. Hết đường đi chưa này, chui này. Cái đặc này hết rồi. Con bé bỏ qua. Tha. Mà thật 2 con. Ấy. Tổng treo chỉ lo mẹ nó như quả đào. Đấy mẹ này. Ý dù tí cụt đuôi mày. Hai vào đuôi mày. Vào đuôi chứ không phải tí cụt nữa cụt rồi. Cắt tiết rồi. Đấy. Lỗ dưới rồi, lỗ con ở dưới rồi. Ấy. Ui dù. Ôi. Mẹ biết mình rất vào. Đây, lấy búa đây. Đấy, con này ngồi đầu ra chưa? Ái à, cắn. Biết thì con này còn không cắn nữa. Úi dù. Nạp lên. À, con nữa đây này. Cắn. 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 Cây tỏi ra. Cho phát búa đấy chứ. Ừ, tí nó cứ ra. Ừ, vừa nãy cháu bẻ rồi. Thế cắt phát rồi, nghe không thèm nói gì. Im phát. Cháu là phát cắt rồi. Im. Không nói câu gì. Chơi đúng như bài bắt cá. Không bọn nó thấy cá rồi. Ui thế này thì bọn nó hồi hết. Đi mò cá mẹ lặn xuống thấy đéo nói gì. Ba chừa đéo bắt được lên rồi. Ui to lắm.
chơi bài những bài bắt cá. Đấy, đấy con đấy, con ra vừa tiến bà bắn. Đây đây đây, chỗ đây, chúng tay vừa mọi bạn. Chờ, đấy, ngay đầu ngoài này mà. Này, út út lên luôn. Củ ly nó khác ra mà. Cái nãy bảo cái con đấy anh phải băm nát cũng. À, bảo con đấy thôi thì thế mà cái con bên cạnh. Đâu cút cút cút. Này, củ ly tí sang đi. Ôi, mẹ đéo phải đâu một giây ý. Chính cháu cũng cho có cái anh cùn này không nhỉ? Một giây thôi, chắc mẹ chồng vẫn còn nữa mà. Thôi, bỏ cái kia đâu, cái kia. Một giây mà. Ôi, tao vào rồi. Ôi, không là phải lấy cái lỗ này thôi mà. Nó bên trên cũng có này, kéo nào. Là ghép. Gấp như hai con đừng. Lấy, lấy chưa. Ở nhà có cái cây cứng cứng. Ủa, nát hết vậy nhá. Anh Thái băng toàn nát rồi. 10 con thì đến 9 con bị bập trúng. Đấy. Ủa, đi, không đi. Lo xong rồi cái kêu chỗ nào nhỉ? Đấy, 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 đúng rồi đấy. Đấy, cẩn thận băm vào nha. Vẫn vào đi. Mà đâu? Cái sức ra.